Ở miền Tây vào mùa nước lũ thì cá thì rất nhiều, và bà con ở miền Tây người ta sống nhờ cái mùa nước lũ này là bằng cách đánh bắt cá ở dưới sông, hoặc là khi mà nước nó lên trên ruộng thì cá nó lên ruộng thì bà con người ta bắt cá ở trên ruộng. Thì từ việc mà nhiều người đánh bắt cá thì số lượng cá nó nhiều, thì xảy ra một cái trường hợp là chợ đêm, nó sẽ có chợ cá đồng. Ở mỗi một khu vực thì nó có tập trung một cái nơi, một cái địa điểm mà bà con người ta đem cá đồng lên bán. Thì tại nơi đó có mối lái thu mua, rồi người ta mới phân phát bán ra, phân phát đi các chợ lân cận. Nó thí dụ như ở Cô Tô thì có một cái chợ đêm, chợ cá đồng ở Cô Tô. Chỉ bán bằng đêm rồi, từ 3 4 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ 5 rưỡi là tan chợ. Thì lúc đó bà con người ta phân phối cá đi các chợ nhỏ. Ở Ti Tôn thì tôi biết vài nơi, ở cầu hình như cầu số 10 cũng có, rồi cầu 13, không biết ở chợ Cái Me, ở Ti Tôn, ngay thị trấn Ti Tôn thì chợ chợ cá nó nằm chợ đêm mà bán cá đồng, không biết nó nằm ở đâu. Mà cũng không biết có không. Còn ở Cô Tô thì có một chỗ, ở dưới Tân Tiến cũng có, rồi hình như ở trong chợ Lò Gạch, Lương An Trà thì cũng có một chỗ. Vô bọc.
Chợ nào? Kiếm mua cái dẫn về làm chợ mà không thấy bông gì. Cái dẫn cái mà để tôi một đấm ghét tôi mới đưa người ta thì ghét xuống nhăn luôn bự bự một tay. Cái dẫn với cái mì Vinh hả? Mì Vinh dẫn gì cũng mua. Không mà mới chết dựng được mua làm chả mà. Tôi thấy quả ba thôi. Người này đi chạy quay phim mà ghen gì. Cái nhiều à? Dạ này 90 chú. Hết cái này 100 đó, ký lô 2 đó. Bố biết con là tặng tôi đó. Tặng bà không lấy tiền. Năm năm cái này bán.
Đồ ngon quá. Phóng sinh. Vô kìa con chó kia xe. Không biết. Cái tóc của nó dài, chó này lâu rồi hả chú hai? 5 tuổi rồi. À, thằng Bế Chi có tóc nó dài kìa. Okay. Để lại quá trời.